Xin chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn câu này bằng máy tính Casio. Đầu tiên chúng ta sẽ viết nguyên cái cục phương trình này vào máy. Shift số cái cục này, mình chọn 1.2. Chúng ta ra số này, chúng ta lưu trữ lại. Sau đó chúng ta làm lần nữa. Lần này chúng ta để trên phương số. Chúng ta nó có log cos số 3. Sau đó chúng ta có x bình phương trừ cho 2x cộng 1 3x. Sau đó chúng ta đẩy 3x sang bên trái nha. Tới phần này chúng ta sẽ có alpha x trừ cho alpha a là cái nghiệm chúng ta đã lưu trữ và bằng 0. Shift số cái cục này. Chúng ta có số này. Như vậy, để nói x1 lớn hơn x2 thì có nghĩa là a lớn hơn b. Chúng ta có số này chúng ta lưu trữ lại là C. Bây giờ chúng ta sang bảng giá trị. Bây giờ chúng ta có C là hai cái này cộng lại đúng không? Bây giờ chúng ta có C nè. Trừ cho căn bậc 2 của cái B là X. Bây giờ đề là các số nguyên dương chúng ta sẽ đi tìm giá trị A. Chúng ta phải đi tìm sao cho nó ra là số dương nha. Bây giờ mình chọn từ số 1 đến số 12. Thôi 20 luôn đi. Mỗi số cách nhau một đơn vị vì đây là số nguyên dương. Và chúng ta dừng lại. Ở đây chúng ta có số 9 rồi nè. Thì có nghĩa là A là 9 và B là 5. 9 cộng 5 là số 14. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình.